bây giờ xin mời anh Quốc lên có vài lời phát biểu. Hôm nay anh đại diện cho hội mô tô Vinfun. Thì chắc có lẽ tất cả tụi em cũng biết là hội mô tô Vinfun cũng nổi đình nổi đám với những tay đua mà chạy sát số 299, có nghĩa là tốc độ 299 km/h. Thì cái điều mà tụi anh rất là vinh hạnh là tụi anh được đón tiếp những thành viên tương lai sẽ chạy từ 100 lên tới 299 đang có mặt ở hai bên cánh gà của anh. Tôi xin anh thay mặt cho toàn thể anh em ô tô Team Full và những anh em chạy tốc độ 299 welcome tất cả tụi em. Nhưng mà nói nghe nè nha, mình chạy 299 đó là cái niềm đam mê thỏa mãn của mình nha tụi em. Nhưng kỹ năng lái, kỹ thuật lái tụi em cần phải có. Đừng có đu theo tụi anh mà cứ chạy 299 là không có được nha. Phải hiểu về kỹ năng lái, chăm sóc cái xe của mình một cách thực sự tốt. Thì để chăm sóc cái xe thực sự tốt thì tụi em phải biết cái thứ nhất là độ cứng của cái xe, độ an toàn của cái xe, từ thắng cho đến lốp xe, nhông xe đĩa, ok. Và điều đặc biệt nữa đó là gì? Nhiên liệu cho xe. Nhiên liệu cho xe thì các em phải xài đúng cái chỉ số để máy nó đạt đến tốc độ đỉnh của nó, thì nó sẽ thể hiện được cái tốc độ mà tụi em yêu cầu. Cùng với lại cái kỹ năng lái của tụi em thì trong cái nhiên liệu nó có một cái nữa đặc biệt quan trọng, đó là gì? Đó là anh Châu mới vừa nói rất đúng, chính xác, đó là nhớ. Nhớ là một thành phần không thể thiếu được trong động cơ. Bất cứ động cơ nào vận hành đều cần phải có nhớ. Nó làm gì? Nó giúp cho động cơ bao vui chơi, giảm mài mòn và giảm nhiệt độ khi cái độ ma sát của động cơ nó xảy ra trong vấn đề nó hoạt động. Thì cái vấn đề của em xài nhớ hiệu nào loại nào đó, đó là do tụi em, do nhận thức của tụi em khi tụi em sử dụng cái nhỏ nhớt của mình. Khi tụi em sử dụng nhớt mô tôn rồi các thôn tô ta vân vân gì đó biết. Nhưng cái điều quan trọng là mình cảm thấy cái nhớt nào mình xài tối ưu nhất, tốt nhất cho cái dòng xe của mình, nó phụ thuộc vào nhiều dòng nhớt, ok chưa? Rồi thì anh không nói đến hết nữa, anh không đến cái vấn đề nữa mà anh em đang nói đúng không? Em hầu như tất cả tụi em chạy xe mô tô khối từ 150 phân khối lên là tụi em đang muốn thể hiện cái mức tối đa của cái động cơ, cái xe mà tụi em đang chạy đúng không? Thì nếu tụi em có thời gian rảnh, nếu tụi em đam mê về tốc độ, ok, welcome em đến vào mỗi cuộc nhật ba hai tuần. Tụi anh em của tôi đi full tiếp, tụi em sẽ hướng dẫn về một số kỹ năng lái hoặc là vào trong trường quẹo trái quẹo phải gì đó. Tụi anh sẽ đồng hành đón tiếp tụi em và hướng dẫn tụi em một cách rất là tận tình, nghe chưa? Rồi một lần nữa anh em Vi Phương ở đây của tụi anh rất cảm ơn sự hiện diện đông đủ có mặt của tụi em ở cái chỗ này đây. Anh hy vọng chỗ này sẽ là cái chỗ chúng ta sẽ giao lưu về cái văn hóa chạy xe, về tất cả những cái gì liên quan đến cái sự đam mê tốc độ của tụi em, nghe chưa? Và mong rằng không phải chỉ có gặp nhau ở đây một lần này rồi chúng ta không gặp nữa, mà chúng ta gặp trên những cung đường, chúng ta gặp nhau ở những quán nhậu khác, và thậm chí mỗi tuần chủ nhật chúng ta sẽ gặp ở đây và chúng ta cùng chia sẻ về những cái gì mà chúng ta đam mê nhất. Ok, một lần nữa anh chúc anh cảm ơn tất cả tụi em. Xin cảm ơn anh Quốc. Mình ở đây có bài nhân vật hay nói là mình đáng với nhân viên mình sẽ xe buýt này thì cũng xin giới thiệu tên Phạm Long. Thì Phạm Long vừa rồi cũng mới làm một cái giải đua ở 2K Iraq. Thì các bạn có thể các bạn biết Phạm Long thì mời Long lên đây một cái nào. Sẽ bắt đầu nha.
Chị chấm ông đầu Long ơi. Chào. Thì cũng có đam mê, nhưng mà đơn giản á là vì mô tô á là cái mà đưa em đến cái nơi em muốn đến một cách nhanh nhất, và em thích những cái con người họ cũng thích mô tô. Và em nghĩ là các anh các chị khi mà thích mô tô á thì đều là những cái con người vui vẻ và thoải mái, và em thích cái những người mô tô nên em đi mô tô. Và nữ thì khi mà đi mô tô thì cũng có nhiều trở ngại, thì tụi mình phải xoay chở cái xe, thì em chuyên về đi tour hơn. Nhưng mà nếu mà mình đã thích rồi á thì mình sẽ cố gắng. Và em rất là mong được giao lưu với tất cả mọi người ở trong đây ạ. Cảm ơn anh Tuấn Thân Ly đã tạo ra một cái sân chơi rất là vui vẻ mỗi cuối tuần. Và mỗi thứ bảy hàng tuần thì nếu có thể thì các bạn hãy ghé ở đây ủng hộ anh Tuấn Thân Ly thứ bảy và chủ nhật. Và buổi tối thì những món ăn của anh Tuấn rất là ngon. Mong mọi người sẽ ủng hộ anh Tuấn rất là nhiều. Dạ, phí quảng cáo của anh Tuấn là 3 triệu nha. Dạ, xin cảm ơn. Nghe danh tiếng của anh em rất là lâu, và hôm nay thì không có dịp ngồi ở đây để mà giao lưu để mà cho. Thì em thay mặt cho nhãn hàng Tado cũng như Martinic và công ty Fashion Center thì rất hy vọng là những cái ngày buổi off sale của tại quán 299 này của anh Tivo thì Apple Center sẽ đồng hành cùng anh em để mà mang đến những cái sản phẩm, những cái buổi chợ để anh em có thể gắn bó với nhau nhiều hơn trên những chiếc xe, và đặc biệt là cái niềm yêu mến chiếc xe hai bánh nè. Em cũng đã từng bước trên tất cả các trang mạng, thì một đứa em luôn đồng hành với chúng ta thì đúng hơn, chứ mà là chung là đồng hành với Tivo thì cả luôn đồng hành với chúng ta. Thì tôi nghĩ là tôi muốn giới thiệu với các bạn một người là đứa em của tôi, cũng là một người mà các bạn thường xem những trang báo đó mà các bạn hoàn toàn không biết người mà có khả năng viết trên trang báo đó là ai. Thì anh mời Thắng. Dạ, có lẽ các bạn thường lướt những cái trang web, những cái trang Facebook, thì đây là đứa em mà để nó tự giới thiệu đi. Ở đây tôi cũng thay mặt tất cả mọi người anh em giới thượng thủ giới biker cảm ơn em rất nhiều về những bài báo của em. Em tự giới thiệu nha, xin lỗi bài thượng xíu xíu. Em xin cảm ơn quốc chị. Em giới thiệu em tên Thắng, em bên mô tô Sài Gòn chấm em. Thì dưới đây hỏi cái chương trình của bên câu lạc bộ GDP Việt Nam thì bên em cũng hỗ trợ các phòng hỗ trợ rất nhiều, và hoạt động như chương trình đại hội mô tô lần trước thì bên em cũng đã có team email để hỗ trợ các bên team quân, thì bà khách cũng tạo điều kiện cho bên em thực hiện cái phòng của mình. Thì không có gì hơn thì nếu anh em nào mà sắp tới cái chương trình gì hay cái kiến thức hay như những cái buổi workshop như thế này thì em bên em mô tô Sài Gòn sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Thì cảm ơn. Cũng có một đội cứu hộ rất là chuyên nghiệp, và đặc biệt là đội hậu cứu hộ và đội hậu cần cũng khá là chuyên nghiệp, cho nên là mình cũng đã hỗ trợ rất là nhiều trên những nẻo đường em đi. Và nên nếu em nào có cần thì có thể liên hệ bên bên quán và liên hệ Tuấn hoặc là Quốc, thì sẽ có xe cứu hộ lên em trên mọi nẻo đường luôn, từ đây đến Hà Nội. Thì mình xin một tràng pháo tay cho những anh em cần. Và giới thiệu hồi nãy thì mình đã nói tới cái phần gọi là phần kỹ năng, thì mình xin giới thiệu một đứa em rất là trẻ nhưng mà cũng rất là giỏi. Thì các bạn có nghe Cương Tàu Cào không ạ? Cương Tàu Cào. Rồi, thì bây giờ mời Cương lên chia sẻ những cái vấn đề về chạy xe. Rồi hiện tại những kỹ năng bắt đầu ở đây mình có nói tới, nhưng mà những kỹ năng ôm cua an toàn thì bạn Cương này cũng thực hiện rất là thành nhuyễn. Thì Cương lên chia sẻ bài về điều với anh em nha. Chào anh em. Hồi Suzuki của mình hôm nay có mặt hôm nay rất là vinh dự khi được đến thời gian chương trình. Thì anh em ở đây thì chơi xe có mới có cũ, thì kinh nghiệm mà có những người chơi xe đã có kiến có cả chục năm rồi, ví dụ như anh
thì như vậy một cái sân chơi như hôm nay thằng Tom Tony tổ chức này nghĩa rất là ý nghĩa. Thì từ những kinh nghiệm mà người đã biết chạy rồi ấy, thì sẽ lại cho những người chưa chạy thì cái đó mới là duy nhất đó. Không có một cái lớp học nào mà tốt bằng những cái kinh nghiệm mà mình được trải qua cả. Hiện tại thì bạn ngoài đường trường thì bạn rất dữ dằn các bạn, nhưng mà vô đây thì hơi tốt tại vì cho may mặt bạn không có tình bạn nào cả. Đúng rồi, cảm ơn anh em Phương và Thường Quân. Trong tháng vừa qua là cũng hội cũng đi từ thiện ở Lâm Đồng, thì nay là cái ngày tổng kết và chia sẻ nó tới cộng đồng của giới ô tô, để đó là những hình ảnh đẹp cho bà con biết được mình những cái hoạt động của anh em ô tô phải và đi phá làng có sớm hay gì đó, những hình ảnh là rất là đẹp và mình đã đi tới rất là nhiều nơi để chia sẻ những cái khó khăn của bà con, và bà con thấy hình ảnh ô tô đi tới và để chia sẻ những cái khó khăn cho cuộc sống bà con, và nhằm khuyến khích bà con một những cái quà của mình nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng là một cái động lực cho bà con vươn lên trong cuộc sống. Rồi các bạn chụp chơi chụp tôi bút Facebook của các bạn nghe, bút trang cá nhân dùm tôi nha, để tôi sáng ngày đó chụp đi quay từ từ ngày đó. Mày muốn sắp các bạn quay nha, tôi đi để tôi quay vòng vòng luôn nha. Được chưa? Này tôi phải quảng cáo nhớ nha, tôi mượn nhớ của quảng cáo tôi nha. Mấy bạn chụp hình tôi các bạn bút ở trên Facebook với bạn nha. Lát nữa tôi vô tôi coi rồi mấy bạn không có vô Facebook rồi được sao tôi giận luôn nhé nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi mời mấy bạn nào mà cái gọi là hôm nay được trúng số động tác hay là cái nhớ này á, mấy bạn nhắc đây vô. Rồi mời mấy anh kỹ thuật viên. Dạ, em cảm ơn xin được phép gọi là thầy Quốc ạ. Thì chắc anh em mời chúng ta quen biết thầy thì đều gọi là thầy Quốc. Biết thầy Quốc từ lúc là một đứa nhỏ, đứa trẻ tập hành chơi xe nhỏ thôi, quay riêu, nhưng mà cũng thấy thầy trên đài truyền hình, sau này thì có cơ hội tiếp xúc. Thì ngày hôm nay sẽ học của anh đến nói đến là Shadow, và thời điểm hiện tại thì tôi tin là cũng nhiều anh em thương hiệu này thông qua cái lon nhớt là Shadow Racing nè, lon màu cam rất là nổi, và trước đó thì được FF Center là nhà phân phối độc quyền đó. Cho nên là cái nhất đó được đặt làm riêng trên thị trường ở Việt Nam. Và các bạn là chúng ta đã sử dụng nhất Shadow Racing thì các bạn cũng biết được đó là có nhất cái phân tử nhất là Racing sẽ là cao nhất. Và nhận được phản hồi của rất là nhiều anh em về dòng nhất thì FF Center sẽ tiếp thu những cái phản hồi đó và sẽ phản hồi lại cho bên nhà sản xuất để mà họ làm ra những cái dòng nhớ tốt nhất cho chiếc xe thương hiệu của anh em. Thì ngày hôm nay có chương trình để thay nhớ thì Phương hy vọng là có thể chia sẻ cho anh em về những cái thương hiệu nhớ mà anh em quan tâm, đặc biệt là cái sản phẩm Shadow và Bosch đó, một tập đoàn đến từ Ukraine được sản xuất tại Hà Lan và một tập đoàn đến từ Đức rồi. Thì đối với chương trình thực hành này á, thì đã mời chủ của hai xe lên đây. Đầu tiên đã mời hai bạn tự thao tác luôn. Nếu mà chúng ta không hiểu thì lúc đó anh hướng dẫn sẽ hướng dẫn cho mình. Còn mà chúng ta cứ anh đi rồi nếu sai anh sẽ chỉ cho mình sao. Rồi mời em qua đây. Rồi trước khi mà thực hành á thì cho chị hỏi là ở nhà mình có từng thay nhớ cho xe của mình chưa? Dạ có ạ. Dạ tự làm. Thôi đã từng tự làm rồi đúng không? Chúng ta sẽ có dụng cụ và đại sứ anh ấy sẽ mang dụng cụ ra. Thì hôm nay cái chương trình mẫu thông thay nhớt thì các bạn sẽ được tự tay mình chăm sóc cái chiếc xe thân người của mình. Để các bạn Phương tin là càng về sau các bạn sẽ càng có kiến thức để mà tự chăm sóc xe tại nhà. Đó thì anh em kỹ thuật viên của Rock Center sẽ đứng sau và hỗ trợ cho anh em, và anh em cứ mạnh dạn lên. Chúng ta tìm hiểu về cách thay nhớt là bởi vì Phương nghĩ là thay nhớt là một trong những cái kỹ thuật mà chúng ta ai cũng cần phải có. Vâng, Phương xin mời hai bạn nào chúng ta đã quay may mắn rồi để tự mình tiến hành thay nhớt và bên kỹ thuật sẽ hỗ trợ cho